Hay yo, hay yo, hay yo. Anh nào đi tắm sáng nay không điên thì cũng là thầy thằng hâm. A à, hi hi. Ui trời ơi, dù là ngoài trời rất là lạnh, đấy gió rét ầm ầm, nhưng bởi vì người bị khắm nên ốc vẫn phải tắm. À, ui, các bạn có thấy gió lùa không? Ui dồi ôi, lạnh quá, lạnh quá. Gió lùa đóng băng cơ mơ nơ rơ. Thôi, không tắm rửa gì nữa. Thôi, tha chết bẩn còn hơn chết rét. Ốc phải lên nhà đắp chăn đây. Ui dồi ôi, lạnh quá. Ui, mà mình định đi đắp chăn, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn, nên mình vẫn còn hơi lăn tăn. Thế nên là bây giờ mình phải đi tìm cái ăn. Ok con dê, để xem chiếc tủ lạnh nhà mình nào, có cái gì ăn không. Ôi chết rồi, tủ lạnh không còn gì ăn cả. Mà ốc thì đang thèm con cá hồi quá. Thôi để ốc lấy cần câu, mang ra ngoài đi câu mới được. Đi thôi. Wow, hôm nay trời lạnh giá, ốc sẽ đi câu cá. Đừng ai bảo ốc bị ngáo đá, thôi ốc đi nhá. A à, hi hi. Ô la la, trời ơi, đã đến nơi rồi. Mình sẽ bắt đầu câu cá thôi, kẻo đứng nói nhiều người ta lại bảo mình là xạo chó. Ơ, ui, suýt nữa thì câu được mà mình lại giật cần lên. Ôi, mình đúng là ngu si. Thôi để mình câu lại. Ôi, chẳng có cá gì cả. Ôi, thôi, đứng thế này mỏi chân quá, mình nằm nghỉ tí. Xin chào các bạn nhé. Ta là mụ phù thủy xấu như quỷ và âm hại đây. Hôm nay ta đã quay trở lại rồi. Ta mới đi đến đây thì nhìn thấy con bé ốc ngu ngốc. Có ai như nó không? Đi câu cá lại còn nằm ngủ. Ôi dồi ôi, thế này thì câu con cá kiểu gì đây hả cái đứa ốc ngu ngốc kia? Đã thế ta sẽ xuống cho nó. Đã lâu lắm rồi ta không có đến khu nhà của Bê Quy Thành và ốc. Ê, ta sẽ quay trở lại cho chúng nó, cho chúng nó biết tay Bê Quy Thành và ốc là kẻ thù của ta. Mặc dù chúng nó chả làm gì ta hết, nhưng ta vẫn thích chúng nó là kẻ thù của ta, và ta rất thích hãm hại bọn chúng. Ê, còn bé ốc là xem nào. Ôi trời đất quỷ thần ơi, các bạn thấy gì không? Đi câu cá còn ngủ ngáy khò khò như con bò kêu luôn. Trời ơi, con gái gì mà lại ngủ ngáy to như thế này nhỉ? Chả có duyên gì cả. Được rồi, bây giờ nó đi câu cá đúng không? Mình sẽ biến nó thành một con cá. Cho nó biết tay. Đấy, dám câu con cá. Được rồi, ta sẽ phù phép biến con ốc này trở thành một con cá. Nó sẽ không còn đôi chân nữa, mà nó sẽ biến thành cá. Một con cá ngáo đá. Rồi, ta sẽ niệm chú biến con ốc thành một con cá ngáo đá. Umbala, những con ma hãy giúp ta biến con ốc thành một con cá cho ta. Umbala, umbede, umbese. Các bạn nhìn xem đây, con ốc nó đã biến thành một con cá rồi. Đây, bọc hẳn ra một cái đuôi cá luôn. Này thì đi câu cá
Rồi, ta cho nó xong rồi, bây giờ ta phải chuồn đi thôi. Không nó lúc thức dậy mà nó hô toáng lên là bên Quý Thành mà biết nữa. Hai đứa nó mà đập cho ta thâm mắt thâm mũi như con chuột chũi thì chết. Thôi, phải chuồn nhanh đi thôi. Không để cho chúng nó phát hiện. Ha, các bạn cũng đừng bảo là mụ phù thủy ta tròn nha. Các bạn mà bảo ốc với bên Quý Thành là ta tròn á, ta dỗi các bạn ứ thèm chơi với các bạn nữa đâu. Chuồn chuồn thôi. Núp sau nhà thằng bé núp. Ôi trời ơi, ngủ cả một giấc mà vẫn không có con cá lào. Oh my god. Chân mình đâu rồi? Thôi chết rồi. Ôi chết rồi, sao chân mình lại biến thành cái đuôi cá này? Mình đã ăn được con cá nào đâu mà mình bị biến thành cá? Thôi trong đời mình bây giờ biến thành cá thế này làm sao mà đi chơi được? Ôi chết rồi, mà mình còn rất là muốn xuống nước nữa. Ôi đúng là nàng tiên cá. Ui mà chắc gì mình đã là nàng tiên, mình như một con điên cá. Chết rồi. Bây giờ mình phải nhờ ai giúp? À đúng rồi, mình còn có anh Bê Quy Thành mà. Bây giờ mình sẽ gọi anh Bê Quy Thành. Ui mà nàng tiên cá gì thường hát hay đúng không? Đúng rồi, mình sẽ sử dụng giọng hát của mình để gọi anh Bê Quy Thành ra đây cứu mình. Không khóc nữa. Anh Bê Quy Thành ơi, anh Bê Quy Thành ơi, anh Bê Quy Thành ơi. Ui hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của anh nhé. Các bạn ơi, trước khi xem tiếp video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp anh bằng cách bấm một like video này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa ký và xem hết những cái quảng cáo trong video để ủng hộ anh Quy Thành chút tiền. Em Quy Thành cảm ơn những bạn đó rất nhiều luôn. Ui, anh đang ngồi làm việc các bạn ạ, nhưng mà anh nghe thì tiếng ai gọi anh hay sao ấy, mà nghe ám ảnh cực kỳ luôn. Để anh ra ngoài kiểm tra xem nào. Chả biết có cái chuyện gì. Ôi ôi, đang đứng ở giữa nhà. Đâu, ngoài nhà có thấy ai gọi đâu nhỉ? Bê Quy Thành ơi. Đấy, các bạn nghe thấy không? Rõ là có tiếng ai gọi mình. Mà nghe còn rú 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 như kiểu gọi linh hồn mình. Mình đã chết đâu mà gọi hồn mình nhỉ? Bực hết cả mình luôn. Không biết đứa nào dám trêu mình. Mới sáng ra đã trêu mình nhỉ? Đứa nào dám trêu ta đấy? Ta không sợ đâu nha. Bê Quy Thành ơi. Giọng này quen quen. Hình như là giọng của ốc, nhưng mà sao hôm nay ốc lại dở cái trò gì mà hát rú rú như cái con điên trên cao nguyên nhỉ? Để mình nghe xem chỗ nào. Bê Quy Thành ơi. À đây rồi. Hóa ra là ốc thật các bạn ạ. Ốc còn tròn mình, đang ngồi làm việc cũng gọi. Có chuyện gì thế hả ốc? Anh đang ngồi làm việc em cũng làm phiền anh là sao hả? Ôi trời ơi, em gọi giặc cả cổ, cuối cùng anh cũng ra đây rồi. Đỡ hồn, nhưng mà chân em đâu? Sao em lại biến thành cái chân là biến thành đuôi cá này? Ai mà biết, hôm nay em rảnh, em đang định đi câu cá nhá. Thế nào mà em đi câu cá chưa câu được con cá nào mà em đã biến xù thành cá rồi. Anh giúp em với, anh có cái gì mà có thể giúp được em biến lại thành người, thành có hai chân có được không? Trời ơi, nhưng mà nhìn em biến thành con cá, trông em như con cá ngáo đá. À, em câu cái đầu anh nhá, mau cứu em đi. Ok, để ý mày xem nào. Trời ơi, mà em vừa làm gì mà em rú tên anh nghe kinh thật đấy. Ô, nàng tiên cá có giọng hát hay anh không biết à? Bê Quy Thành ơi. Thôi, anh lại em đi ốc ạ. Trời ơi, đấy là giọng ca vàng trong làng hát dở thì có, hát như rú ấy. Thôi, để im, anh về nhà kiếm lọ thuốc gì xem có chữa được cho em biến thành người không nhá. Ok, nhanh lên Bê Quy Thành ơi. Các bạn ơi, các bạn nghe có thấy ám ảnh không? Anh cũng thành ám ảnh thật sự luôn đấy. Úi dồi ôi, chịu luôn đấy. Đây có lọ thuốc độc. Ôi dồi,
để ra cho ốc uống thử lọ thuốc độc về xem ốc có biến trở lại thành người không. Ốc đại ngốc ơi, anh quay trở lại rồi đây. Ôi trời ơi, nhanh thế. Mau đưa đây, cái gì em cũng uống hết. Miễn là chỉ cần cho em trở lại thành người có hai cái chân. Ờ, anh, nhà anh thì không còn loại thuốc gì đâu. Còn mỗi chai thuốc độc thôi. Em uống vào xem có bị chết không. Có bị chết không? À nhầm, uống vào xem có biến trở lại thành người không. Ôi dồi, anh cho em uống thuốc độc để chết đi em à. Ờ, biết đâu dùng độc trị độc lại biến trở lại thành người được thì sao. Ờ ha, anh nói đúng. Để em thử uống. Rồi các bạn ơi, ốc ngất ở đây luôn rồi. Ui chết rồi các bạn ơi, bây giờ phải làm sao? Ốc liệu có biến trở lại thành người được không ta? Ui. Ơ, ốc ơi. Trời ơi, không ngờ em lại trở thành người được thật rồi đây này. Wow, thật á? Uầy, em có chân rồi. Để em quẩy một điệu. Tăng 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 cứ biến trở lại thành người là nhảy những cái con rồ á. Thôi, đi qua nhà anh chơi không? Có chứ, em đang đói lắm. Từ sáng đến giờ câu cá chả được con nào. Nằm đây lại còn phải hát. Mãi anh mới ra. Tốn hết cả calo, em đói lắm. Ờ, nhà anh đang đây có thức ăn đây này. Đây, trong tủ lạnh đầy thức ăn luôn. Đấy, thì ăn cái gì thì ăn. Có cả cá nướng này, cá chín, thịt bò, thịt gà các kiểu, con đàn điểu luôn. Wow, thích quá à. Đấy, ở đây ăn thôi nhá, đừng có phá hoại đấy. Để anh vào ngồi làm nốt xong cái việc để anh ra được chưa? Ok con dê. Ok rồi các bạn ơi, anh phải ngồi đây làm việc thêm đây. Trời ơi, phải làm xong việc thì mới đi chơi được các bạn ạ. À, thật là bực mình các bạn ơi. À, cứ tưởng tròn được con bé ốc, ai ngờ bên quý thầy này có thể chữa trị cho con bé ốc nó trở lại thành người bình thường được. Thật là cay quá đi. Vậy là ta đã làm việc công cốc rồi ư? Không được, lần này ta quyết định phải tiêu diệt chúng nó cho bằng được. Ở đây ta đã chuẩn bị sẵn một quả trứng sinh ra nàng tiên cá ác quỷ. Khi mà ta thả nàng tiên cá ác quỷ ra đây, chỉ cần nó thấy Bê Quy Thành và con bé ốc, nó sẽ mê hoặc hai đứa chúng nó và giết chết hai đứa chúng nó. Được rồi, thôi không xạo nữa, ta phải thả nhanh ra đây thôi. Hai cái đứa chết tiệt này, lần nào ta tròn tụi nó cũng không được. Bực mình quá đi. Ta sẽ thả nàng tiên cá ác quỷ ở đây. Đó các bạn thấy không, bình thường thì nàng tiên cá này rất là xinh và hát rất là hay. Nhưng mà khi cô ta biến thành ác quỷ thì rất là ghê gớm đấy. Thôi bây giờ ta phải chuồn đi thôi. Quả này Bê Quy Thành và ốc chết chắc rồi. Mụ phù thủy ta là người lợi hại nhất trái đất. Ôi các bạn ơi, ốc nổ hũ 15.000 kim cương nè. Trời ơi, đấy các bạn thấy không, chỉ cần có 20k chúng ta đã có cơ hội nổ hũ 15.000 kim cương cực kỳ cao. Nếu mà các bạn có đến 15.000 kim cương thì các bạn sẽ trở thành một siêu cao thủ trong game Free Fire. Ok, và đừng quên khuyến mại của chúng mình nhá, 30% từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12. Yeah, còn bây giờ thì cùng nhau vào video thôi. Anh Bê Quy Thành lại làm việc, mình đi chơi đây. Ăn cá nhiều chắc chắn sẽ bị ngáo đá cho mà xem. Em không là nàng thơ, mà em cũng không ngáo ngơ, và em cũng không ất ơ, em chỉ thích đi chơi cơ. Thôi nói nhiều quá. La 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 la. Ôi, ở kia có nàng tiên cá kìa. Ôi, nàng tiên cá. Ôi, nàng tiên cá ơi.
Ôi trời ơi, lại có chuyện gì thế hả ốc? Anh đang ngồi làm việc, em hô giật hết cả mình đấy. Anh ơi chết rồi, em vừa bị một nàng tiên cá mê hoặc, sau đấy nàng tiên cá đã giết em đấy. Ô, lại có chuyện đấy hả? Nàng tiên cá ở đâu? Nàng tiên cá ở chỗ gần cái bờ hồ mà vừa nãy anh cứu em ấy. Ơ, sao tự nhiên lại có nàng tiên cá? Nó mê hoặc xong nó giết chết em à? Đúng rồi, mình chỉ cần đi ra ngoài thôi. Sau đấy nó sẽ dùng tiếng hát của nó mê hoặc mình sẽ bị thôi miên đi đến chỗ nó và nó sẽ đánh cho mình vài chưởng, thế là mình hẹo. Ồ, hay là nàng tiên cá ác quỷ trong truyền thuyết đây ta. Thôi được rồi, để anh ra kiểm tra xem nào. Úi dồi, thôi em không còn phải diễn nằm trên bàn anh mà chết nữa à. Là em đấy. Em diễn thế cho nó sinh động. Ê, từ từ. Ê, để chắc chắn thì bây giờ... Ê, anh sẽ mặc bộ quần áo giáp này, cầm cả táo vàng. Em cũng vậy ốc ạ. Được. Ui, anh có cả kiếm lửa cơ à? Ok, anh sẽ nhập vai vào chiến binh rồng băng, còn em sẽ là chiến binh rồng lửa. Ok, nhưng mà nó ở dưới nước thế, liệu em là lửa có tấn công được nó không? Không lo đâu, chém được nó là nó chết hết. Nếu mà nó là ác quỷ, tụi mình phải tiêu diệt nó thôi. Không là mọi người xung quanh mà đi ra gặp nó là nó sẽ giết chết đó ốc ạ. Ừ đúng rồi, đây để em chỉ đường cho anh. Ok ok, đi thôi đi thôi. Ôi sao? Ở bên kia kìa, nó đang líu lo hát ca như một con ngáo đá kia kìa. À thấy rồi, kia đúng không? U anh ơi, em bị nó mê hoặc rồi. U anh cũng thế này các bạn ơi. U quả nhiên nàng tiên cá này mê hoặc mình. U mê hoặc mình lại gần nó luôn này. Trời ơi, chết. Ui ôi, nó biến thành tiên cá ác quỷ thế này ông này. Ui thế à, ui nãy em chỉ nhìn thấy mỗi người nó thôi. Ôi ông ơi, chạm đóng băng luôn đây nè. Ui giời, nàng tiên cá ác quỷ mà ta sợ à. Anh chỉ chạm đóng băng linh hồn nó thôi. Ôi ông ơi, chạm đóng băng nó, em chém chết nó đi. Ui nhưng mà nó có nhiều linh hồn lắm. Đâu, ông vẫn bị mê hoặc à? Đúng rồi. Ui giời. Ôi em chém nó nói này. Bây giờ em mới tránh được nó. Ồ, nó chết luôn rồi đây nè. Wow. Em còn bị mê hoặc nữa không? Em không. Trời ơi, nàng tiên cá đúng ra phải mê hoặc con trai, chứ ai ngờ mê hoặc cả con gái, còn mê hoặc con gái lâu hơn cả anh nữa. Trời ơi, anh hết mê hoặc từ nãy rồi ốc ạ. Thế á? Thế chắc là tại vì em có sức mạnh yếu hơn anh nên nó mới mê hoặc được em lâu hơn. Anh siêu đỉnh lợi hại thì tất nhiên nó không mê hoặc được anh lâu rồi. Đúng rồi, anh vừa đẹp trai lại còn vừa lợi hại nữa. Làm sao mà mấy cái con nàng tiên cá ngáo đá này mê hoặc được anh. Thôi các bạn ơi, vậy là anh đã tiêu diệt được nàng tiên cá ác quỷ cho ốc rồi đấy. Thôi bây giờ anh về làm việc tiếp đây. Thôi em cũng đi về nhà đi, đừng có ra đây nghịch ngợm nữa. Ờ em biết rồi. Mà vừa nãy em bị chết rồi hết cá rồi. Cho em xin in thêm ít thịt. Đấy, về nhà anh mà lấy. Đấy, còn chém anh nữa, thích không? À. Em sẽ làm món bê quy thành nướng. Ôi các bạn ơi, bây giờ mình đi về nhà làm việc tiếp đây. Có lẽ là mình cũng sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Các bạn đừng quên giúp anh bằng cách bấm nút like video này, bấm đăng ký kênh nhá. Còn cuối cùng là chào và hẹn gặp lại. Bây giờ sao bye bye, bây giờ anh phải vào trả thù ốc đây. Cái tội ốc dám cho này chém anh cháy à. Nhâm 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 nhâm